nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tế dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ theo tinh thần đổi mới, mạnh dạn và thẳng thắn, không giấu giếm và né tránh khuyết điểm, tích cực thảo luận để làm rõ những thành tích, những tồn tại yếu kém, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, xây dựng được giải pháp đồng bộ, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã nêu một số nét lớn về tình hình quốc tế và trong nước thời gian qua. Đây cũng là bối cảnh toàn quân, toàn dân ta thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu quân sự quốc phòng. Theo đó, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng đang có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự, môi trường, khí hậu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, quân đội ta đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó nổi bật lên là việc duy trì đoàn kết thống nhất, kiên định mục tiêu lý tưởng, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng an ninh, chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, ngăn chặn, xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những kết quả đạt được của quân đội trong năm 2011 chẳng những đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, mà còn một lần nữa khẳng định trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, quân đội cũng đều một lòng một dạ, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao, dũng cảm chiến đấu, tận tụy công tác, cần cù lao động, thông minh sáng tạo trong hành động, đoàn kết quốc tế, chí nghĩa chí tình, ham học tập, cầu tiến bộ, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương nhiệt liệt chúc mừng sự trưởng thành tiến bộ và ghi nhận biểu dương cảm ơn những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, viên chức quốc phòng trong toàn quân trong năm qua. Về những khuyết điểm, yếu kém đã được nêu trong báo cáo của Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư đề nghị hội nghị thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, đề ra được các giải pháp đúng đắn để khắc phục. Đặc biệt là những khuyết điểm đã được nêu lên nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được, những khuyết điểm cản trở bước phát triển lên chính quy và làm hạn chế sức mạnh của quân đội, và những khuyết điểm gây tác động xấu đến bản chất, truyền thống, vị thế và thanh danh của quân đội. Tổng Bí thư đã chỉ rõ một số vấn đề cần đặc biệt lưu ý, trong đó có các vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, xây dựng thế trận lòng dân, vấn đề về kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển, phối hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng về chính trị làm cơ sở, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Vấn đề về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, và vấn đề về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện thật tốt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ nêu trong các văn kiện Đại hội 11 của Đảng. Đặc biệt quan tâm các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương, rồi những cái nghị quyết, quyết định của Chính phủ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng quán triệt hôm nay. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác, tránh xung đột đối đầu, tránh bị cô lập lệ thuộc. Phải nắm chắc tình hình, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng, Nhà nước,
phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xấu và không làm nảy sinh thêm những phức tạp mới. Tổng Bí thư cũng lưu ý quân đội cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an ninh quốc phòng cho các cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với bản chất cách mạng và truyền thống rất vẻ vang, có sức mạnh chiến đấu và kỷ luật nghiêm, được tôi luyện và thử thách qua 67 năm lịch sử, quân đội ta, lực lượng vũ trang ta sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.